Rồi, xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình anh em. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ phía trước nha. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu ha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh vui lòng cọc 100.000 Viettel. Mình chỉ nhận cọc bằng thẻ Viettel nha anh em. Nhắn với mình mã số thẻ 15 chữ số, cùng với họ tên địa chỉ, cùng với cái máy mua gì nữa thì ok nha, mình sẽ ship hàng cho anh em. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng từ shipper ha, kiểm tra máy thoải mái trước khi giao tiền cho shipper. Đó, ok. Tất cả máy ra thì mình bao test 1 tuần ha và bảo hành 1 tháng cho anh em. Lỗi gì thì mình bao đổi nha. Anh em yên tâm. Anh em nào mà đã mua hàng tin tưởng mình, chịu khó thắng thì mình bao ship luôn cho anh em nha. Còn anh em mà cọc tiền thì vui lòng chịu phí ship cho mình từ 50 tới 100 ngàn. Chịu phí ship thì nói chung đa số từ 40 tới 50 ngàn tùy theo khu vực làm xa thôi, không có nhiều. Rồi, không dài dòng nữa nha, mình sẽ giới thiệu máy trong ngày hôm nay luôn. Thì con máy đầu tiên clip này là mình có một con Intel anh em. Intel A46 nha. Con này là dòng Intel này. Cấu hình nó thì anh em coi lên mạng sẽ thấy nó là màn hình 5.45, RAM 216 ha, pin 2004. Máy thì đã dán nguyên lực và mình mới lột ra còn rất là đẹp nha. Nói chung là máy con này khá là mới mua. Anh em mua thì đã giảm được nửa so với số tiền nha. Anh em. Cấu hình máy đưa anh em xem luôn ha. Đây này. Nó là con đây này, A46 nha. Lấy cho anh em coi cấu hình nó. Đặt hạ vi đi. Giá nó tầm 1.8 triệu, 1.9 triệu nha anh em. Con máy mới nha này. Hiện tại nó vẫn còn giá nha, người ta vẫn còn bán nó ha. Anh em 1.45 nha. RAM 216 anh em, pin con này 2004. Nói chung là máy, mẫu máy cũng rất là đẹp nha. Còn mướt lắm, phong tay nè, phong tay chân đầy đủ ha. Máy đánh giá trên 98 nha. Nói chung là từ 98 trở lên không dưới ha, còn rất là nguyên. Intel A46. Chức năng cấu hình ok nha, RAM 2, đủ 16GB. Ok nha, con này để anh em giá 990.000. 990k, kèm sạc dán kính nha anh em nha. Máy còn rất là đẹp anh em, nguyên riêng ha. Tiếp theo cho anh em là một con iPhone 6s nha. Con 6s ha, con này thì ngoại hình như thế này. Đó. Kính thì màn riêng nha. Màn riêng kính đẹp ha. Vỏ xeo xuất sắc nha. 6s 16GB, full quốc tế nha, bỏ SIM vào xài anh em, khỏi cần tài khoản tài khế gì không có nha. Đó, máy sạch ha. Em chỉ còn đăng nhập tài khoản như là xài thôi. Cho nên sẽ thoải mái ha. Pin con này thì hiện tại là đang bảo trì, pin có 70 thôi, anh em nào muốn thay thì thay ha, thay thì cộng thêm 200.000. Còn pin con này thì mình để bán giá anh em 1.7 triệu nha. Con này ra đi giá 1.7 triệu, kẹp sạc dán kính cho anh em nha. 6S. Tiếp theo là con MSE anh em, MSE 1V. Đó, máy đẹp nha. MSE 1V 32GB nguyên zin nha anh em, 32GB nguyên zin ha. Máy full quốc tế ha, reset thoải mái anh em. Bỏ SIM là xài nha. Con tay vân chân đầy đủ ha. 32GB MSE. Máy thì ngoại hình là 5S nha anh em, nhưng mà tốc độ của nó là 6S nha. Nên nào xài nhiều cũng biết rồi. 5SE 32GB giá 1950, kèm sạc dán kính nha. 195. Tiếp theo là một con A600 bán hàng màu gold. Máy đẹp tầm 97 thôi. RAM 332 nha anh em. Màn hình này con này 56, pin 3000, RAM 3GB anh em, bộ nhớ 32. Đó, máy đã dán lực cho anh em rồi. Chức năng full nha, bỏ SIM xài máy 1 SIM nha anh em. Samsung A600 bản hàng. Máy cực đẹp anh em, nói chung là ok luôn. Nguyên riêng, màn riêng vỏ riêng ha, từ A tới A luôn, bỏ SIM xài giá 1750, 175. Và mình có hôm nay giới thiệu giữa clip luôn, là một cái dòng sạc dự phòng ha, mình về tầm vài chục cục thôi. Đó. Thanh lý cho anh em giá cực mềm ha, pin 5000. Hàng công ty anh em. Sạc dự phòng hàng công ty nha. Rồi. Anh em coi chất lượng cục sạc. Anh em nào thích sạc dự phòng ngoài nhỏ gọn là con này ha, lựa chọn tối ưu luôn. Kèm một cái cáp micro, kèm một con cáp micro. Sạc mới cho anh em, giá thanh lý cực mềm. Rồi. Chrome nha. Cái loại này là Chrome gì đó.
có đèn báo đàng hoàng luôn, anh em thấy không, có led nha, led báo luôn, sạc rất là ok luôn. Đó, nhỏ gọn ha, biển 5.000. Anh em mua thì tốt nhất là mua kèm theo điện thoại, còn anh em mua riêng thì anh em tốn phí ship rồi. Đây này, dây này rất hay nha, kèm này, cổng sạc tai xi có này, đây là cổng lấy điện ra này, cổng sạc vào này, micro, hai cổng micro, hai cổng micro này, một cổng tai xi và kèm một dây dây tai xi luôn, hai dây micro này, dây này anh em sạc này, sạc thử anh em xem luôn ha, đó, vô ngay tức luôn. Pin còn 72%, có báo đèn luôn. Con này giá thanh lý cho anh em nha, cực mềm ha, 145.000. 145.000 anh em sở hữu ngay cục sạc dự phòng hàng công ty. Đó, mới can luôn anh em, chưa sử dụng ha. Pin 5.000 nha anh em, cung lượng 5.000 nha. Đây, dây cáp và kèm đầy đủ hết đó. Rất là tiện nha. Mới can. Sạc dung lượng 5.000, giá 145.000 ha. Hàng thanh lý anh em, bữa trước nó bán hình như là 180 mấy, 212, hơn 200 gì á. Thì hôm nay ngồi giá cực mềm cho anh em rồi. Và tiếp theo là một con cũng là sạc dự phòng của nó luôn anh em. Dòng của nó luôn nè, 20.000 nha. Con này dung lượng 20.000, anh em nào thích dung lượng khủng thì chơi con này nha. Mình sẽ khui ra luôn. Cái con này mình về được vài chục cục thôi, không có nhiều. Giá của này là quá mềm. Con này bữa trước cái cục này không anh em mua phải em gần 500 nha. Gần 500.000 ha. Để đây anh em biết cái con này nó còn bao nhiêu không? 20.000 dung lượng. Đó, cục sạc rất là chắc nha. Coi này. Kèm theo sợi cáp luôn, cục cáp micro. Đây. Cục sạc dùng 20.000 dung lượng nha. Rất là chắc, anh em đi xa đồ thoải mái luôn, dung lượng 20. Có đèn báo đàng hoàng. Đó. Đèn báo này. Bấm lên phát nhìn thấy dung lượng. Còn 77 nha anh em. 77% pin ha. Một cổng micro, cổng taxi. Lấy điện ra hai cổng này. Đây là sạc vào này. Đây cổng in nha anh em, đây cổng out ha. Ra là hai cổng anh em muốn sạc thì sạc. Dung lượng 20.000. Này hàng công ty nha anh em. Chứ không phải hàng tạp bậy nha. Đó, dung lượng 20k. Sạc rất là ok, con này giá sale cực sập sàng luôn, giá chỉ 330.000 thôi. 330.000 mình còn chỉ có 10 cục nha. Con này hôm nay bán tại cửa hàng thì nhiều rồi, nay đang lên cho anh em online. Anh em nào thích thì giao lưu ha. Dung lượng 20k. Rất khủng. Giá chỉ có 330.000 thôi. Bữa trước nó 500 mấy anh em, giảm cho anh em gần 200.000 là cục. Rất là mềm. Giá quá bèo. Rồi, anh em cần liên hệ nha. Sạc dự phòng. Giá mềm rồi. Tiếp theo là một con Samsung J7 RIM anh em. À J5 RIM, con này J5 RIM máy nhỏ. Màn hình 5 inch nha, RAM 216 nha, pin 2400. J5 RIM máy vỏ còn đẹp nha. Vỏ đẹp, kính thì keng luôn, không có xước. J5 RIM. Con này full chức năng ha. Để em giá 1.1 triệu nha. Con này 1.1 triệu, máy kính đẹp, vỏ đẹp. Full chức năng. Nói chung chức năng này khỏi phải bàn ha, ok luôn. Đầy đủ chức năng. J5 RIM. Tiếp theo là con J7 RIM anh em, con này J7 RIM ha, con này vỏ nhau xuất sắc nhẹ nhẹ này. Còn tổng thể thì cũng còn ok. Này, anh em xem kỹ clip ha, trước khi đặt hàng. Kính đẹp nha, kính thì ok rồi. Con này RAM 332 nha, màn hình 5.5 inch ha, RAM 332, pin 3300, J7 RIM anh em. Chức năng full nha. Con này để em giá 1550. 1550 kèm sạc dạng kính nha anh em. Tiếp theo cho anh em là một con Oppo F1S nha. F1S. Mấy con này thay vỏ mới cho anh em rồi. Con này thay vỏ mới rồi. Màn hình 5.5 inch nha, RAM 332, pin 3075. Kính đẹp, vỏ đẹp. Thay mới keng hết rồi. Kính đẹp, vỏ đẹp cho anh em luôn. Oppo F1S, RAM 332. Con này full chức năng, cho anh em giá 1490. 1490 nha anh em. 332. Kèm sạc dạng kính cho anh em đầy đủ. Máy cực đẹp luôn. 1.490.000. Tiếp theo là một con A10S. Con này vỏ sau cái lưng nó hơi răng răng. Đây, nhìn kỹ mới thấy được anh em. Nhưng mà lưng con đẹp ha, nhìn thấy con đẹp. Nó hơi răng cưa một tí. Xin mời đây. Mình chưa có thay, để bán luôn. Kính camera đẹp nha,
A10S nha anh em, màn hình 6:2 ha, RAM 232, pin 4000. Màn đã dán cái lực cho anh em rồi. Anh em về chưa có xin vô là xài thôi. Màn sáng đẹp ha. Chức năng ok, full chức năng. RAM 332, RAM 232GB. Ổ nhớ 32GB, full chức năng. Kính đẹp vỏ còn ok. Giá con này để anh em 1750 nha. 1750 A10S. Em sạc dán kính nha. Tiếp theo là con M20 anh em, con Samsung M20. Con này thấy vỏ đẹp rồi. Màn sáng đẹp. Mua thì dán cái lực cho anh em luôn nha, M20. Màn rất là ok nha. Chức năng full. Con này pin trâu nha anh em, RAM 332, pin 5000. Màn hình 6:3, pin 5000, cực trâu bò. Để đem ra 2.3 nha. Máy cực đẹp anh em, 2.3, kèm sạc dán kính ha, thay vỏ mới rồi. AMM M20. Tiếp theo là con Ri 7 Rim, Ri 710, sorry anh em. Con này là Ri 710, máy Rim nguyên, bản hàng một sim. Đấy, sườn đẹp nha. Sườn đẹp, vỏ đẹp. Màn Rim, kính thì keo sò ben luôn. Máy còn quá đẹp luôn. Mọi chiếc này hoạt động hoàn hảo nha. Ri 7 216 710. Con này ra đi cho anh em giá 1380 kèm sạc dán kính. Ok. Tiếp theo là một con bản hàng nữa, Ri 7 737 anh em. Galaxy Y3, con này là 737. RAM 332 nha, màn hình 5.5, pin 3.5 ha. À, kính thì đã dán cái lực cho anh em rồi. Cực đẹp nha. RAM 332. Con này cấu hình mạnh nha. Máy nguyên zin. Xài một sim bản hàng. Xài rất sướng nha, anh em tin thời mua về thử đi. Rất là ok, bản hàng xài mượt, đẹp đàng hoàng, giá 1750. Tiếp theo là con Oppo A83 màu đỏ nguyên zin. Bản nội địa anh em nên là RAM 4 nha, RAM 464 anh em, cấu hình mạnh nha. Màn hình 5:7, pin con này là 3180. Máy đẹp ha, garanti còn. Đó, màn sáng đẹp cho anh em luôn. Riêng nguyên. RAM 3, RAM 4 đi luôn. Con này cực mạnh ha. RAM 4 bộ nhớ 64. Anh em. 4 bộ nhớ 64. Đó, A83. Con này ra đi cho anh em giá 1.8 triệu. Tiếp theo là con Y30 Vivo, máy nguyên zin đẹp tầm 98. Trở lên ha, khó tính này cho 98, giờ tính 99 luôn. Màn hình 6.47. Con này RAM 4, RAM 28 nha anh em, pin 5000 luôn. Pin 5000, màn sáng đẹp. Chức năng hoạt động hoàn hảo nha. Máy rất là ok. Ok nha anh em, con này để anh em giá 2.9 triệu nha. 2.9 triệu nha anh em, Y30 Vivo. Tiếp theo cho anh em là một con Y12, thay vỏ đẹp cho anh em rồi, thay vỏ mới keng luôn. Y12, màn hình 6.35. RAM 3 bộ nhớ 64 nha anh em. Con này 64, pin cũng 5000 luôn. Đẹp keng luôn. Keng sạc ha. Chức năng hoạt động hoàn hảo nha, màn sáng đẹp. Đó. RAM 3 bộ nhớ 64GB. RAM 3GB. Y12, con này ra đi cho anh em giá 2.1 triệu anh em, 2.1 triệu ha. Bản RAM 364. Tiếp theo là một con Samsung A20. Con này lưng sao đẹp này anh em. Nhem vô lưng thôi. Còn máy nguyên zin nha. A20 RAM 332 nha anh em, màn hình 6:4. Pin con này 4000 ha. À, kính đẹp và ok. Nguyên zin nha, con này nguyên zin. A20 nha anh em. Chức năng full nha. Con này ra đi cho anh em giá 2.3 triệu anh em. 2.3 triệu ha, kèm sạc dán kính luôn. Tiếp theo là con A30 nguyên zin, ép sao hơi xuất sắc theo clip này. Đó, A30 nha, màn hình 6:4 luôn, cũng RAM 332 luôn, pin 4000. Nhưng mà là A30 anh em, màn kính đẹp nha, xuất sắc không đáng kể. Nói chung là còn quá là đẹp luôn. Chức năng hoạt động trơn tru hoàn hảo ha. A30 màu xanh, anh em. Chức
chức năng thì ok rồi, khỏi phải bàn ha. Con này ra đi cho anh em, giá của nó là 2,5 triệu nha, 2,5 triệu ha, kèm sạc dẫn kính nha. Tiếp theo cho anh em là một con Oppo A31 anh em, Oppo A31 nguyên zin nha, lưng sau anh mình thả đẹp tầm 97-98 nha, kính thì keo sạc bên đại dáng lực cho anh em rồi. Đó, A31 con này RAM 6 của nhớ 128 lần anh em, của nhớ 128, RAM 6 pin 4230, màn hình là 6,5 inch anh em, cực lớn nha. Con này là ok luôn, anh em nào mà chơi game rồi thì mua con này là chuẩn này, pin lâu ha, pin cũng lâu hết, mà cấu hình mạnh 128 cái anh em, xài bao giờ cho hết pin, hết bộ nhớ đó rồi anh em, RAM 6 128 này, đó, cực khủng nha. A31 Oppo để anh em giá 2,9 triệu nha, 2,9 triệu nha anh em. Tiếp theo cho anh em là một con iPhone 8 Plus màu đen nguyên zin, 8 Plus nguyên zin đẹp keo sạc luôn, lưng đẹp này, kính đẹp, vỏ đẹp, ok hết luôn, không còn gì để chê nữa. Con này đẹp phải tầm 98 trở lên nha, máy quá là chắc anh em. Đó, nguyên zin từ A tới Á luôn nha, cho anh em thoải mái các kiểu là điểu, test thoải mái luôn, con này là reset thoải mái luôn nha. Đó, tài khoản sạch trơn hết, không có dính gì hết, bao anh em reset dòng 2. Đó, đây nhập tài khoản thoải mái luôn. Đó, xài ha. Đó, vậy anh em tự tạo tài khoản, chức năng full 64GB, full vân tay vân chân, máy quốc tế, 8 nút zin. Con này ra đi cho anh em giá 6,6 triệu nha, cực mềm nha anh em, 6,6 triệu ha, kèm sạc chắn lực cho anh em trước khi gửi máy. Rồi, clip này sáng nay xin tạm dừng tại đây. Anh em nào thích máy nào thì alo cho mình, số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356, thì có trên cái bảng nhỏ phía trước đó anh em ha. Quy định mua máy thì cũng y như clip đầu clip mình đã nói cho anh em rồi, anh em thích máy nào alo cho mình. Thân ái chào anh em, hẹn anh em clip ngày mai.